các em đến với tiết học lịch sử và địa lý 6 ngày hôm nay. Trong tiết học này, cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung của bài 1. Bài 1. Hệ thống, kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Vào nội dung bài mới, cô sẽ có một số câu hỏi để kiểm tra lại phần kiến thức cũ của các em. Câu hỏi đầu tiên, em hãy cho biết kinh tuyến là gì? Như ở nội dung bài học trước, các em đều đã biết. Kinh tuyến là các đường nối từ cực Bắc đến cực Nam trên bề mặt quả địa cầu. Hai, em hãy cho cô biết vị tuyến là gì? Trên bề mặt quả địa cầu, ngoài thể hiện các đường kinh tuyến nối từ cực Bắc đến cực Nam người ta còn thể hiện các đường vĩ tuyến và vĩ tuyến chính là những vòng tròn bao quanh quả địa cầu và vuông góc với kinh tuyến Câu hỏi số 3 Em hãy cho biết thế nào là kinh độ của một điểm Kinh độ của một điểm chính là khoảng cách tính bằng số độ từ kinh tuyến đi qua điểm đó đến đường kinh tuyến gốc và tương tự. Các em hãy cho cô biết thế nào là vĩ độ của một điểm. Vĩ độ của một điểm là khoảng cách tính bằng số độ từ vị tuyến đi qua điểm đó đến vị tuyến gốc. Chúng ta đã xác định được kinh độ, vĩ độ của một điểm. Vậy tọa độ địa lý của một điểm sẽ được xác định như thế nào? Tọa độ địa lý của một điểm chính là nơi giao nhau giữa kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Sẽ làm một bài tập nhỏ về xác định tọa độ địa lý. Dựa vào hình, em hãy cho biết tọa độ địa lý của điểm A. Để xác định được tọa độ địa lý của một điểm thì điểm đó cần phải có kinh độ và vĩ độ. Và khi nhìn vào hình, các em thấy được điểm A sẽ có vĩ độ là 10 độ tây, vĩ độ là 10 độ bắc. Chính vì vậy, tọa độ địa lý của điểm A sẽ là 10 độ tây và 10 độ bắc. Tương tự, em hãy cho biết tọa độ địa lý của điểm D. Điểm D có tọa độ địa lý là 30 độ đông và 10 độ nam. Học trước Chúng ta đã tìm hiểu về hai nội dung chính của bài số 1. Đó là hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nội dung số 3 của bài 1. Đó là lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới. Sau đây, cô và các em sẽ vào nội dung bài mới. Lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới. Đây là hình 1.3A trong sách giáo khoa. Quan sát hình 1.3A trong sách giáo khoa, ta có thể mô tả được như sau. Hình 1.3A có kinh tuyến là những đường thẳng song song cách đều nhau. Và trên hình, cô thể hiện đường kinh tuyến gốc không độ là đường màu đen. Vĩ tuyến là những đường thẳng song song cách đều nhau. Và đường vĩ tuyến gốc không độ hay còn gọi là đường xích đạo cũng được cô thể hiện bằng màu đen. Và yếu tố thứ ba là các đường kinh vĩ tuyến này vuông góc với nhau. Mô tả cho các em lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới hình 1.3A. Vậy em hãy dựa vào nội dung mô tả cô vừa nói trên. Em hãy mô tả đặc điểm của lưới kinh vĩ tuyến của các hình còn lại, đó là hình 1.3B và 1.3C. phát hình 1.3b chúng ta có thể mô tả được lưới kinh vĩ tuyến của hình này như sau hình 1.3b có kinh tuyến là những đường thẳng tỏa ra theo hình nan quạt trên hình cô thể hiện những đường kinh tuyến này là màu đen để các em nhìn cho rõ hơn yếu tố thứ hai vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm và yếu tố thứ ba tâm của các vĩ tuyến cũng chính là điểm gặp nhau của các đường kinh tuyến. Quan sát hình các em sẽ thấy rõ được điều đó. Các em quan sát hình 1.3c, các em sẽ thấy được lưới kinh vĩ tuyến của hình 1.3c có những đặc điểm sau. Đầu tiên, kinh tuyến là những đường thẳng tỏa ra từ điểm cực, từ cực bắc và cực nam. Vĩ tuyến chính là những cung tròn đồng tâm với nhau. Và cuối cùng, tâm của các vĩ tuyến cũng chính là điểm gặp nhau của các đường kinh tuyến. Các em vừa mô tả xong được lưới kinh vĩ tuyến của các hình 1.3B và 1.3C. Sau đây là phần luyện tập. Dựa vào hình 1.4, em hãy hoàn thành các nhiệm vụ sau. Ở đây có 3 nhiệm vụ để các em cùng thực hiện. Nhiệm vụ 1: Em hãy miêu tả đặc điểm lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ trên. Nhiệm vụ 2: Tìm trên bản đồ các vĩ tuyến và ghi tọa vĩ độ của các vĩ tuyến đó. Vòng cực Bắc, vòng cực Nam, chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam. Nhiệm vụ 3: Em hãy xác định tọa độ địa lý của các điểm A, B, C, D trên hình 1.4. Cô và các em sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ 1. Dựa vào hình 1.4, em hãy hoàn thành các nhiệm vụ sau. 1. Miêu tả đặc điểm lưới kinh vị tuyến của bản đồ trên. Vì đây là phần nội dung bài học mới, nên cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện quan sát hình 1.4, vị trí của các điểm A, B, C, D trên bản đồ thế giới. Các em có thể mô tả được đặc điểm lưới kinh vĩ tuyến của hình này như sau. Đầu tiên ta thấy kinh tuyến gốc ở giữa là một đường thẳng và cô đã ký hiệu đường kinh tuyến gốc là màu đen để các em dễ nhìn thấy. Và đường kinh tuyến gốc này có độ dài bằng 1 phần 2 độ dài đường xích đạo. Còn các đường kinh tuyến khác là những đường cong cách đều nhau và chúng ta thấy những đường kinh tuyến khác này có chiều lõm hướng về phía đường kinh tuyến gốc. Cô và các em cùng thực hiện nhiệm vụ 2, tìm trên bản đồ các vĩ tuyến và ghi vĩ độ của các vị tuyến đó. Đó là chúng ta sẽ tìm các đường vòng cực bắc, vòng cực nam, chí tuyến bắc và chí tuyến nam thì đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các em xác định đường vòng cực bắc. Quan sát trên hình, các em sẽ thấy được đường vòng cực bắc được thể hiện là đường màu xanh đất nét. Đường này trên hình hơi mờ nên cô ký hiệu nó là đường màu đen đất nét để các em dễ nhìn thấy. Và vĩ độ của đường vòng cực bắc là 66 độ 33 phút bắc. Tương tự, vòng cực nam là đường đất nét màu đen và đường vòng cực nam sẽ nằm ở phần nửa cầu nam có vĩ độ là 66 độ 33 phút nam và tiếp theo chúng ta sẽ xác định đường chí tuyến bắc như trên hình cô thể hiện đường chí tuyến bắc chính là đường đất nét màu đỏ và đường chí tuyến bắc có vĩ độ là 23 độ 27 phút bắc tương tự Đường chí tuyến nam sẽ nằm ở nửa cầu nam và có vĩ độ là 23 độ 27 phút nam. Như vậy, cô và các em vừa đã xác định được trên bản đồ các đường vòng cực bắc, vòng cực nam, chí tuyến bắc và chí tuyến nam. Ngoài ra, chúng ta cũng biết được vĩ độ của các đường vĩ tuyến đó. Theo cô và các em cần hoàn thành đó là các em hãy xác định tọa độ địa lý của các điểm A, B, C, D trên hình 1.4. Quan sát trên hình, các em sẽ thấy được 4 điểm A, B, C, D và các em cần phải ghi được tọa độ địa lý của 4 điểm này. Ở trước tiết học trước, cô đã hướng dẫn để xác định được tọa độ địa lý của một điểm. Các em cần phải tìm được kinh độ và vĩ độ của điểm đó. Trước tiên là điểm A, chúng ta cùng xác định tọa độ địa lý của điểm A. Quan sát trên hình, các em thấy được điểm A nằm trên đường kinh tuyến 150 độ Tây và đường vĩ tuyến 30 độ Bắc. Và từ đây, chúng ta sẽ ghi được tọa độ địa lý của điểm A là 150 độ Tây, 30 độ Bắc. Tương tự, điểm B nằm trên đường kinh tuyến 90 độ đông. Chính vì vậy, kinh độ của điểm B là 90 độ đông. Và điểm B nằm trên đường vĩ tuyến 60 độ bắc. Nên vĩ độ của điểm B là 60 độ bắc. Và đây là tọa độ địa lý của điểm B: 90 độ đông, 60 độ bắc. Tiếp theo là điểm C. Các em thấy, điểm C nằm trên đường kinh tuyến 60 độ đông nên 60 độ đông sẽ là kinh độ của điểm C. Và điểm C nằm trên đường vĩ tuyến 30 độ nam và 30 độ nam này sẽ là vĩ độ của điểm C. Và tọa độ địa lý của điểm C là 60 độ đông, 30 độ nam. Và cuối cùng là điểm D. Điểm D sẽ có tọa độ địa lý là 150 độ tây và 60 độ nam. các em vừa tìm hiểu xong nội dung lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới và sau đây sẽ là phần vận dụng. Đây là hình bản đồ hành chính của nước Việt Nam chúng ta. Thì các em sẽ dựa vào bản đồ hành chính Việt Nam. Em hãy xác định 4 điểm cực của nước ta, đó là điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông và cực Tây. Ngoài ra, em hãy cho biết bốn điểm cực này thuộc những tỉnh thành nào? Các em sẽ làm bài tập vào trong tập của mình và tiết học sau cô sẽ sửa bài. Và sau đây là nội dung ghi bài. Các em lưu ý nhớ ghi bài đầy đủ vào trong tập của mình. Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Ở tiết học trước các em đã ghi nội dung bài của phần 1 La Mã và 2 La Mã. Nên trong tiết học này, các em sẽ ghi thêm nội dung bài của phần 3 La Mã. Lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới. Và đây là phần về nhà dành cho các em. Các em có 4 nhiệm vụ. Một là ghi bài vào tập. 2. làm bài tập vận dụng. Nhiệm vụ 3, các em hãy đọc trước bài 2, bài ký hiệu và chú giải trên một bản đồ thông dụng. Và 4 là các em hãy xem lại nội dung bài 1 để chuẩn bị cho tiết ôn tập vào tuần sau. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.